Top 4 con giáp thu hút tài lộc dồi dào nhất dịp rằm tháng Giêng năm 2021, giàu có tiền tỷ cầm tay, muốn nghèo cũng khó. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khi đông qua, xuân đến thì vũ trụ càn khôn lại có sự chuyển mình, vận khí của mỗi người khi sang năm mới cũng có nhiều sự thay đổi. Việc nắm bắt thông tin tử vi của 12 con giáp sẽ giúp cho mỗi người xung cát, kỵ hung, tìm lành, tránh dữ, từ đó tạo điều kiện để xây dựng một cuộc sống ấm no, sung túc, ngày càng thịnh mãn trong tương lai. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ về vận trình năm 2021 của 4 con giáp, được cho là vận trình hanh thông, khởi sắc vô cùng rực rỡ, đặc biệt là thời điểm rằm tháng Giêng tới đây. Bước sang năm Tân Sửu 2021, có Thái Tuế là chính tài tinh giúp 4 con giáp này. Ngoài ra còn được trời ban phúc lành, quý nhân nâng đỡ, lại có thần tài hộ mệnh, sự nghiệp và tài lộc thăng tiến, tiêu tiền mấy đời cũng không hết. Vậy đó là 4 con giáp nào? Và để tìm hiểu tại sao 4 con giáp này lại có nhiều vận may đến thế trong thời điểm rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một, tuổi Tý. Nhìn vẻ ngoài của con giáp tuổi Tý thì ai tưởng tượng được ý chí của họ lớn lao tới mức nào. Với bất cứ nhiệm vụ nào được giao, bản mệnh làm rất nhiệt tình và hăng hái. Họ ít khi mắc bệnh trì hoãn, sẽ bắt tay vào nhiệm vụ được giao mà không hề chần chừ, do dự. Có thể thấy, họ luôn là người có trách nhiệm, luôn tự tin rằng mình có thể hoàn thành công việc, thậm chí khi khó khăn nhất, họ cũng nhất định không từ bỏ. Vì thế mọi người luôn đánh giá cao vai trò của người tuổi Tý trong bất cứ việc gì mà họ đảm nhiệm. Thế nhưng phải từ thời điểm rằm tháng Giêng năm nay, bản mệnh mới được đền đáp công sức một cách xứng đáng. Bạn đang dần tạo dựng được sự nghiệp hanh thông, tốt đẹp. Người làm công ăn lương hứa hẹn sẽ được tăng lương xứng đáng với năng lực và công sức mà bạn bỏ ra suốt thời gian qua. Những con giáp tuổi Tý tham gia việc đầu tư, kinh doanh cũng đã bắt đầu gặt hái được thành công đáng kể từ thời điểm rằm tháng Giêng. Sự thành công của bản mệnh tuy chưa thực sự rực rỡ nhưng đã báo hiệu một khởi đầu tốt đẹp và hứa hẹn còn nhiều thành công hơn nữa đang chờ đợi ở phía sau. Với các dự án tiềm năng, người tuổi Tý cố gắng tìm hiểu thật kỹ và đừng ngần ngại đầu tư khi bạn đủ thông tin cũng như cảm thấy thực sự tin tưởng với quyết định lần này. Để mọi việc đều phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 2. Tuổi Dần. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động cho cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những việc người khác không làm được thì tuổi Dần lại giải quyết rất nhanh chóng, lý do bởi họ không bao giờ sợ sai, khuất phục trước công việc khó khăn, họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy, tuổi Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Tử vi của 12 con giáp 2021 đã chỉ ra rằng
Người tuổi Dần được xây dựng, được các mối quan hệ xã giao thuận lợi từ trước đó rất lâu và đó là nền tảng tuyệt vời để sự nghiệp của họ được phát triển rực rỡ trong năm mới. Bản mệnh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho con đường công danh sự nghiệp. Với những người làm công ăn lương, sự tự tin và năng lực của mình cùng với sự quyết đoán sẽ giúp bạn ghi điểm trong ban lãnh đạo. Đồng thời trong các cuộc họp và làm việc nhóm, bạn dễ dàng tìm thấy tư tưởng chung với mọi người. Khi kết quả công việc trả lời cho nỗ lực của bạn thì việc tuổi Dần được nhận thưởng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đối với những người tuổi Dần đang tự kinh doanh hay nhất là những người làm trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tuy họ sẽ phải chịu áp lực lớn, chịu nhiều ràng buộc, sức ép nhưng may mắn của họ sẽ đạt được doanh thu kỳ vọng. Bản mệnh trở thành con giáp, gặp may rằm tháng riêng 2021 là hoàn toàn xứng đáng. Người tuổi Dần luôn biết bỏ bớt cái tôi, đảm nhận những vai nhỏ trong giai đoạn đầu của sự nghiệp trước khi nghĩ tới việc gì đó quá lớn lao. Để trở nên thành công như hiện tại, ít ai biết rằng thời gian đầu khởi nghiệp, con giáp tuổi Dần đã vất vả như thế nào. Bản mệnh đã phải tiến hành làm từng việc một, từ gói hàng cho tới bán hàng tận nơi, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong giai đoạn đầu kinh doanh. Trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, điện, nhân, từ đó hóa giải thị phi, mâu thuẫn không đáng có và tăng cường các mối quan hệ trở nên tốt hơn. Đồng thời vòng còn giúp bản mệnh tạo may mắn, chiều cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. 3. Tuổi Thân. Có thể nói rằng khi là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Tử vi còn nói rằng, tuổi Thân cũng là con giáp may mắn trong rằm tháng riêng. Bản mệnh đang có bước tiến trong con đường sự nghiệp, công danh rộng mở vô cùng. Bản mệnh là người có năng lực, cộng thêm một chút may mắn, nhờ đó mà có cơ hội để thể hiện bản thân và thăng tiến khá nhanh trên con đường sự nghiệp. Có thể thấy, ngay từ tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Thân kinh doanh tự do, chuyên làm về đầu tư đã nhận được nhiều tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó. Với tư duy hơn người, lại có sự nhạy cảm cao đối với thị trường, đối với sự thay đổi của thị trường, tài chính, nên bạn thường có những quyết định vô cùng đúng đắn. Nhưng không vì thế mà bạn chủ quan, bạn luôn kiên nhẫn, tìm tòi, càng nhiều thông tin càng tốt. Đặc biệt, thời gian rằm tháng riêng này, người tuổi Thân có thể thể hiện tốt hơn nữa khả năng quan sát cũng như tính cách chi tiết, cẩn thận để mặt tài chính, giấy tờ tiền nong rõ ràng, minh bạch. May mắn hơn, bạn còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền mà trước đây mình chưa từng được tham gia. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả, tất bật khi mới bắt tay vào làm, nhưng bạn sẽ thu về nguồn tiền xứng đáng để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp, tiến triển tốt. Tuổi Thân cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn và luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chia tài lộc cho bạn. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh, tương trợ, phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. 4. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Họ coi trọng danh dự và chữ tín. Ngoài ra, con giáp tuổi Tuất là người chẳng bao giờ tin vào vận may trời cho, họ thấu hiểu điều này và luôn không ngừng tìm cách để tạo ra cơ hội cho riêng mình. Là người rất năng động, luôn thích chủ động nên họ luôn biết thể hiện năng lực và tỏa sáng. Tử vi tuổi Tuất cho thấy năm nay là một năm khó khăn, thế nhưng những ngày đầu năm bản mệnh vẫn rất rực rỡ, nhất là thời điểm rằm tháng riêng, bản mệnh đã hút được không ít tài lộc về mình. Vừa nỗ lực, lại có thêm cả vận may đang tới nên bản mệnh gặt hái được không ít thành công trong công việc. Việc làm ăn kinh doanh cũng thuận lợi, có được nguồn thu dồi dào. Không ít người cảm thấy tự hào khi tiền bạc rủng rỉnh, đầy túi. Nhưng cũng chính vì thế, sẽ có được tiền trong thời gian này mà con giáp tuổi Tuất bắt đầu bất cẩn, chủ quan, thường trở nên nóng vội, dễ sai sót.
Lời khuyên cho bản mệnh đó là trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, người tuổi Tuất cũng cần phải suy tính một cách kỹ càng thì sẽ càng hạn chế được những rắc rối không đáng có. Nếu bản mệnh cẩn trọng hơn sẽ đỡ lãng phí nguồn lực đang có, vì nếu tiền không kiếm được bao nhiêu thì bạn cũng chỉ đang bù đắp lại lỗi lầm của mình và cuối năm 2021 lại không đạt được kết quả như mong đợi. Để có một tâm lý vững vàng, độ óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội khi bước sang năm mới thì người tuổi Tuất nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.